Chào các em. Ở tiết học trước là thầy đã hướng dẫn em về việc giải bài tập trong sách giáo khoa, đó là bài 6, gồm có 3 bài ở trong sách giáo khoa và thêm một vài bài để các em biết cách vận dụng từ đường ôn, biết cách trình bày, biết cách vẽ sơ đồ mặt tiền trong đoạn mặt nối tiếp và đoạn mặt song song. Và tiếp tục ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về việc luyện tập giải bài tập của đoạn mặt nối tiếp và song song. Cụ thể là những bài tập mà thầy đã gửi cho các em làm ở nhà, gồm có 10 bài. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày cho các em xem về cái cách vận dụng về luật ôn, cũng biết cũng như là các em cũng biết được mình làm đúng hay làm sai, và đặc biệt hơn nữa là cao qua các tiết luyện tập giải bài tập nhằm chuẩn bị cho các em thực hiện tốt trong cái bài kiểm tra thường xuyên lần 1 sắp tới. Và thứ tự những bài tập hôm nay chị chia sẻ cũng nằm trong thứ tự giống như bài tập mà thầy đã gửi cho em. Bài số 1: cho đoạn mặt gồm R1, R2, R3 mắc nối tiếp. Biết R1 bằng 8 ohm, R2 bằng 12 ohm và R3 bằng 6 ohm. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mặt là U bằng 65V. Ở câu A, tính cường dòng điện qua mặt. Câu B, tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. Thì cái bài này ta cũng dễ tóm tắt. Thì ta chú ý là hiệu điện thế hai đầu đoạn mặt người ta cho là 65V. Đoạn mặt này bao gồm R1, R2, R3 nối tiếp nhau. Vì thế, muốn tính cường độ dòng điện qua mặt, muốn áp dụng định luật ôm, thì các em phải tính được điện trở tương đương của đoạn mặt. Các em nhớ, cho biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mặt, thì để tính y, thì cái điện trở các em phải tính là điện trở tương đương để nó phù hợp đúng với định luật ôm. Như vậy, bước thứ nhất ta thì tính điện trở tương đương của đoạn mặt. R tương đương bằng R1 cộng R2 cộng R3, kết quả bằng 26 ohm. Ta vận dụng định luật ôm cho cả đoạn mặt, ta tính được cường độ dòng điện Y bằng U chia cho R tương đương bằng 2,5 ampere này. Ở câu B, tính hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, thì ta có thể ghi chung một cái lời giải là hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở U1. Em lại tiếp tục vận dụng định luật ôm cho mỗi điện trở U1 bằng Y nhân R1, U2 bằng Y nhân R2 và U3 bằng Y nhân cho R3. Em thay số và ta ra được những kết quả. Như vậy đây là một cái bài tập cơ bản. Và thầy nghĩ những em nào mà có xem bài giảng chủ đề 1, chủ đề 2, đặc biệt là những cái vận dụng, thì các em đều làm được ở bài này. Thông qua bài số 2, thì trong cái đề cương bài tập là bài số 3: cho mặt điện như hình vẽ, cho biết vôn kế chỉ 18V, ampe kế chỉ 1,6 ampe, R2 bằng 13,75V. Ở câu A, tính điện trở R1. Ở câu B, tìm hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mặt. Và câu C, nếu giữ nguyên hiệu điện thế hai đầu đoạn mặt và thay R1 bằng Rx thì số hiệu mê kế khi đó là 1 ampe. Khi đó ở đây là khi mà người ta đã thay R1 bằng Rx rồi, tính Rx và số trị vôn kế khi đó, thì ta sẽ thực hiện trước câu A, câu B, vì đó là hai câu cũng cơ bản. Thì các em nhìn cái sơ đồ một cái bài tập mặt điện thì có nhiều cách người ta cho, có thể người ta không cho sơ đồ. Và thêm
tự mình hình dung cái sơ đồ đó để các em tính. Tuy nhiên cũng có bài tập người ta cho sẵn sơ đồ. Thì với một cái bài tập mà người ta cho sơ đồ mặt tiền, thì cái việc đầu tiên của mình là phải hiểu được trong sơ đồ đó các điểm trở mắt như thế nào. Điều thứ hai, nếu trong sơ đồ có âm đế kế, có vùng kế, thì mình phải hiểu được vai trò của các dụng cụ nào đó. Vì nếu mà ta không hiểu được vai trò của chúng, thì các em cũng không tóm tắt được, không hiểu được số chỉ âm đế kế và vùng kế, thì nó cho là U, là U nào, U1 hay là U2. Thì ta phải chú ý, âm đế kế để đo cường độ dòng tiền qua động mạch hoặc qua một điểm trở nào đó. Muốn đo cường độ dòng tiền như thế, người ta phải mắc âm đế kế nối tiếp với điểm trở đó hoặc đoạn mạch đó. Vậy trong sơ đồ này, âm đế kế sẽ đo cường độ dòng tiền Y qua đoạn mạch. Như vậy tóm tắt là Y bằng 1,6 âm đế. Đối với vùng kế, thì vùng kế nó sẽ đo hiệu điện thế. Và muốn đo hiệu điện thế của điện trở nào, của đoạn mạch nào, thì vùng kế phải được mắc song song với điện trở hoặc đoạn mạch đó. Thì ở đây sơ đồ này thì vùng kế mắc song song với điện trở R1. Như vậy nó sẽ đo được hiệu điện thế của điện trở R1. Và kèm tóm tắt đó là U1. Thì như vậy là khi ta hiểu đúng được cái vai trò thì các em sẽ tóm tắt đúng. Và các em tóm tắt đúng thì các em sẽ làm được cái bài này. Thì ở câu 2, câu A, các em quan sát cái tóm tắt. Người ta đã cho biết Y, người ta cho biết U1. Như vậy câu A tính điện trở R1. Thì câu này không có gì khó hết. Ta cũng áp dụng định luật Ohm để tính điện trở R1. R1 bằng U1 chia cho Y. Kết quả là 11 cách hệ cách 55 ohm. Ở câu B, tính hiệu điện thế U ở hai đầu đoạn mạch. Thì ta nhớ đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, thì muốn tìm hiệu điện thế U của đoạn mạch thì ta có thể áp dụng định luật Ohm cho cả đoạn mạch. Tức là khi đó mình phải tính R tương đương. Có Y rồi, em phải tìm R tương đương. Nhưng mà ở đây thì ta có R2, ta có R1. Như vậy ta có thể tính R tương đương, rồi từ đó tính U. Hoặc là cách thứ hai, ta cũng có hiệu điện thứ U bằng tổng U1 và U2. Thì nếu nó có U1 rồi, thì ta chỉ cần tìm U2 nữa, thì ta cũng tính được U. Vậy là bài này có hai cách để tính hiệu điện thứ U. Hiệu điện thế ở hai đầu R2, như vậy thầy sửa theo cách thứ hai, U2 bằng Y nhân trở R2, kết quả là bằng 22 ohm. Và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là U bằng U1 cộng U2, kết quả là bằng 40 ohm. Ta qua câu C, ta nhìn lại cái sơ đồ. Ban đầu, ở sơ đồ ban đầu người ta cho R1 nối tiếp R2 và vuông kế đo hiệu điện thế của R1. Và câu C này người ta nói là thay R1 bằng Rx, như vậy R2 vẫn giữ nguyên. Chỉ thế chỗ R1 là Rx, còn cái vuông kế vẫn max vào hai cái điểm này. Như vậy là vuông kế cũng max song song với Rx. Và như vậy ta sẽ đo được hiệu điện thế của Rx. Như vậy ở cái câu C này, làm sao tính được điện trở Rx và tính được hiệu điện thế của Rx? Thì ta chú ý, khi ta thay R1 bằng Rx, tức là có sự thay thế điện trở trong một cái mặt điện, thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới thay đổi
so với lúc đầu, thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến cường độ dòng điện cũng thay đổi theo. Nhưng điện trở R2 và hiệu điện thế U của đoạn mạch vẫn giữ nguyên. Và lúc này R2 bây giờ sẽ nối tiếp với Rx, còn R1 thì người ta đã thay rồi. Và vôn kế sẽ đo được hiệu điện thế ở hai đầu Rx. Như vậy dựa vào cái điều kiện đề bài cho biết lúc này ampe kế chỉ 1/1 ampe. Như vậy đó là cường độ dòng điện qua đoạn mạch lúc sau. Cho nên là thầy toán tắt là Y'1 ampe. Và với U vẫn giữ nguyên, ta đã tính ở câu trên, thì ta sẽ tính được điện trở tương đương của đoạn mạch lúc sau bằng cách dựa vào biệt lực ôm. R' bằng U chia Y' bằng 40 ôm. R' này là điện trở tương đương của R2 và Rx, thì vì đây là lúc sau. Và có R' có R2 thì em sẽ tính được giá trị điện trở Rx dùng công thức bạch nối tiếp, kết quả bằng 26,25 ohm. Khi có Rx thì muốn tìm Ux thì ta cũng áp dụng biệt lực ôm đối với điện trở Rx, nhưng mà ta nhớ là ta phải lấy cái Y phẩy chứ không được lấy cái Y lúc đầu nữa, tại vì Y lúc đầu là lúc đó là R2 nối tiếp R1. Còn ở đây ta đang tính hiệu điện thế hai đầu Rx, cho nên phải sử dụng cái Y phẩy. Kết quả là bằng 26,25 ohm. Được qua một bài nữa. Bài số 4. Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 bằng 25 ohm mắc nối tiếp với điện trở R2. Một ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch. Ampe kế chỉ 0,2 ampe. Hiệu điện thế là hai đầu đoạn mạch là UAB bằng 9 ohm ở câu A. Tính R2 và điện trở tương đương của đoạn mạch. Và câu B, mắc nối tiếp với đoạn mạch trên một điện trở R3 thì ampe kế chỉ 0,1 ampe. Tính điện trở R3 và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. Thì cái bài này thầy gợi ý thì nói về cái phương pháp, cho nên là các em sẽ trình bày lại cho nó cụ thể hơn. Thì đầu tiên thì các em quan sát, đọc kỹ cái đề bài. Về cách mắc thì không có gì khó khăn hết. Dễ dàng ta nhận biết là lúc đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp. Cho biết UAB, cho biết Y. Ampe kế chỉ 0,5 ampe, 0,2 ampe. Ở câu B thì người ta mắc nối tiếp thêm với đoạn mạch một điện trở R3. Như vậy ở câu B thì đoạn mạch bây giờ có 3 điện trở mắc nối tiếp. Và tất nhiên là cường độ dòng điện qua đoạn mạch nó thay đổi. Giống như bài trước thầy vừa nói, lúc này thì Y phẩy là 0,1 ampe. Tính điện trở R3 và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. Thì ở câu E thì ta thấy là có U có Y thì các em sẽ tính được R tương đương, áp dụng biệt lực ôm cho toàn mạch. Sau khi tính được R tương đương, cho biết R1 thì các em dễ dàng tính được điện trở R2. Như vậy là câu A là xong nha. Ở câu B, mắc nối tiếp với đoạn mạch một điện trở R3. Như vậy đoạn mạch lúc này là R1 nối tiếp R2 nối tiếp R3. Và U vẫn giữ nguyên. Cường độ dòng điện lúc này là 0,1 ampe. Như vậy ta sẽ tính được điện trở tương đương của đoạn mạch lúc sau. R' bằng UAB chia cho Y'. À, ta tính được 90 ohm. Biết được R', biết được R1, R2 thì ta sẽ tính được R3. Rồi cuối cùng là ta tìm hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở khi mà ba điện trở này mắc nối tiếp. Như vậy ta phải sử dụng cái Y lúc sau là 0,1 ampe nha.
U1 bằng y phẩy nhân R1, U2 bằng y phẩy nhân R2, và U3 bằng y phẩy nhân R3. Như vậy ở bài này thì thầy nhắc lại về cái cách làm đối với đoạn mạch mà có sự thay đổi điện trở. Ví dụ ở bài trước là thay điện trở này bằng điện trở khác, còn ở bài này là mắc thêm một điện trở R3 nối tiếp với đoạn mạch lúc đầu. Thì về phương pháp thì nó giống nhau, tức là mình phải tính lại điện trở tương đương lúc sau, sử dụng cái y lúc sau để mình tìm điện trở mắc thêm. Tập qua bài sau. Bài số 5. Cho hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp nhau vào hiện thức U, biết R1 bằng 23 ohm, chịu được dòng điện tối đa bằng 2,5 ampere, R2 chịu được dòng điện tối đa bằng 1,8 ampere. Hỏi nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào mạch thì phải đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu để cả hai điện trở không bị hỏng. Thì đây cũng là một cái bài tập trong sách bài tập, và nó cũng hơi, cái dạng này cũng hơi lạ, cho nên là thầy chia sẻ với em về cái cách làm. Cái thứ nhất, mình phải nhận xét được là cái dòng điện tối đa mà mỗi điện trở nghĩa là gì. Có nghĩa là gì? Là điện trở R1 chỉ chịu được dòng điện tối đa bằng 2,5 ampere, và nếu như dòng điện của R1 vượt quá 2,5 ampere thì R1 nó sẽ bị hỏng. Tương tự như thế, nếu dòng điện của R2 vượt quá 1,8 ampere thì R2 cũng bị hỏng. Và bây giờ người ta nói nếu bây giờ mắc hai điện trở nối tiếp nhau thì phải cần đặt vào đoạn mạch này một hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu để cả hai điện trở không bị hỏng. Như vậy thì tóm tắt là y tối đa của từng điện trở là y max. Y1 max bằng 2,5 ampere, y2 max maximum đó là 1,8 ampere, và tìm u max, u tối đa của đoạn mạch. Thì cái bài này cách trình bày như sau, thì các em phải nhận xét được là khi R1, R2 mắc nối tiếp nhau, cường độ dòng điện qua đoạn mạch phải có giá trị như nhau, y bằng y1 bằng y2. Thì cái điều kiện này để chi? Để ta phải biết chọn giá trị y tối đa qua đoạn mạch nối tiếp dựa vào y1 max và y2 max. Em so sánh do cái y1 max là 2,5 ampere lớn hơn y2 max là 1,8 ampere, cho nên để cho R1, R2 không bị hỏng thì cường độ dòng điện tối đa qua đoạn mạch ta sẽ chọn là y2 max, ta chọn cái giá trị nhỏ hơn, thì lúc này là R2 cũng không bị hỏng và R1 cũng không bị hỏng. Như vậy cách dễ nhớ là gì? Là cứ so sánh cái y lớn nhất của hai điện trở và ta chọn cái y nhỏ hơn làm y tối đa của đoạn mạch. Đến đây thì ta tính được hiệu điện thế tối đa. U max bằng y max nhân cho R tương đương bằng y max nhân R1 cộng cho R2. Kết quả là 90V. Ở đây thì có nhiều em do không hiểu được ý nghĩa của cái y tối đa, cho nên thấy người ta nói là hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu, và mà nếu hiệu điện thế tối đa thì phải là y lớn nhất. Như vậy chọn cái y lớn nhất là 2,5 ampere, rồi ta nhân cho R tương đương. Như vậy là ta sai. Tối đa nhưng mà thêm điều kiện là không điện trở nào bị hỏng. Thì nếu em chọn cái y tối đa là 2,5 ampere thì cái điện trở R2 nó sẽ bị hỏng, vì dòng điện nó chỉ được phép tối đa qua R2 là 1,8 ampere. Bài số 7. Cho mạch điện gồm nguồn điện, dây nối, hai điện trở R1 R2 mắc song song.
anh đây kính A đo cường độ dòng điện qua R2, anh đây kính A đo cường độ dòng điện mạch chính, vẽ sơ đồ mạch điện và cho biết R1 bằng 8 ohm, anh đây kính A và A2 lần lượt chỉ 6A và 4A, xác định thì điện thế U và điện trở R2. Thì ở cái tiết bài học bài tập trước thầy cũng đã hướng dẫn em về cái vẽ sơ đồ mạch điện, thì hôm nay thầy sẽ ôn lại. Trước khi vẽ sơ đồ thì em phải xem coi là đề bài người ta cho biết các điện trở này mắc như thế nào. À, cho biết R1 và R2 mắc song song thì ta vẽ điện trở R1 và R2 song song với nhau trước. Chú ý thêm là anh đang kế A2 đo cường độ dòng điện của R2, như vậy anh đang kế A2 phải mắc nối tiếp với R2, như vậy ta trừ một cái khoảng trống để em vẽ cái âm đánh kế A2 nối tiếp với R2. Rồi âm đánh kế A đo cường độ dòng điện qua mạch chính. À, như vậy từ từ cái đầu mạch song song này em kéo thẳng ra hai đầu và em chừa một vị trí để ta vẽ âm đánh kế A đo cường độ dòng điện qua mạch chính. À, ta đặt hai đầu mạch điện, ví dụ như hai đầu đầu mạch này là đầu mạch AB. Cách vẽ sơ đồ. Ta sẽ cô B. Cho biết là R1 bằng 8 ohm, ampe kế A chỉ 6 ampe, ampe kế A2 chỉ 4 ampe, tính là R2 và hiệu định thế U. À, thì cái bài này cũng không có gì khó lắm, cho nên là thầy gợi ý nhanh cho em. Điều quan trọng là mình hiểu được vai trò ampe kế, mình tóm tắt đúng thì em cứ áp dụng các công thức của đồng mạch song song. Em sẽ tính được I1, tại vì người ta đã cho biết I mạch chính và I2, ta tìm được I1. Bước kế tiếp, có I1, có R1, như vậy hiệu điện thế của đồng mạch là U bằng U2 bằng U1, vì đây là đồng mạch song song, bằng I1, R1. Em không cần phải giải thích là vì R1 mắc song song với R2. À, sau khi ta tính được U1, U1 cũng bằng U2, từ đó ta tính được điện trở R2. Thì cái hiệu định thế U, U1 cũng chính là U2 và cũng chính là hiệu điện thế của đồng mạch. À, thì kết quả là U bằng 16V và R2 bằng 4 ohm. Tập qua bài số 9. Cho mạch điện gồm 3 điện trở R1, R2, R3 bằng 30 ohm mắc song song nhau. Rồi bây giờ ta chuyển sang đầu mạch song song. Tính điện trở tương đương của đầu mạch. Bài câu B, đặt vào hai đầu đầu mạch một hiệu điện thế U bằng 45V. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và qua mạch chính, thì đây cũng là một cái bài tập dạng cơ bản vì người ta đã cho biết hiệu điện thế U của đồng mạch. Thì thầy gợi ý trước hết tính điện trở tương đương, thì đây là đồng mạch gồm 3 điện trở mắc song song, vì thế khi tính R tương đương thì các em phải dùng công thức tổng quát 1 phần R tương đương bằng 1 phần R1 cộng 1 phần R2 cộng 1 phần R3. À, ta nhớ viết cho nó đúng. Sau khi viết công thức, ta thay số. Và đây cũng là công thức nghịch đảo điện trở tương đương. Như vậy sau khi em thay số, thì vế phải em tính được là 1 phần 7,5. Thì em mới suy ra R tương đương. Em nghịch đảo hai vế thì bằng 7,5 ohm. Thì đến đây thì dễ rồi. À, tính I1, I2, I3 và I mạch chính thì các em sẽ áp dụng biểu đồ ohm cho R1, R2, R3 và cho toàn mạch. I1 bằng U chia R1 có tính được, I2 bằng U chia R2 và I3 bằng U chia R3. Và muốn tìm I mạch chính thì ta lấy U chia cho R tương đương
À, vì ta đã tính được R tương đương ở câu A, hoặc là ta có thể tính được y mạch chính bằng công thức y bằng tổng y 1 y 2 y 3. Đây cũng là công thức cường độ mạch chính trong đoạn mạch bắc song song. Thì các em làm cách nào cũng được nha. Tiếp qua một bài nữa là bài 10. Cho biết R1 bằng 48 ohm chịu được cường độ dòng điện tối đa là 0,2 ampere. R2 bằng 36 ohm chịu được dòng điện tối đa là 0,5 ampere. Người ta mắc hai điện trở này song song với nhau vào hai điểm A và B. Hỏi phải đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu để khi hoạt động không có điện trở nào bị hỏng. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính khi đó. Và đây cũng là một cái bài tập giống như cái bài hồi nãy. Tức là tìm hiệu điện thế tối đa đặt vào đoạn mạch. Và nó chỉ khác ở chỗ là đây là đoạn mạch bắc song song. Còn cái bài trước là đoạn mạch bắc nối tiếp. Thì đối với đoạn mạch bắc nối tiếp, thầy đã nêu lên phương pháp để các em làm. Đó là ta so sánh hai cái y tối đa của R1 và R2. Và để cho hai điện trở không bị hỏng thì ta chọn cái y nhỏ hơn. Còn ở đoạn mạch song song thì ta làm sao? Thì vẫn tóm tắt giống như bài trước. Thì đối với đoạn mạch song song thì điều đầu tiên ta phải nhớ. Thì nhắc lại, trong cái dạng bài tập mà tìm cái U mạch, nếu đoạn mạch nối tiếp thì ta so sánh y 1, y 2, tức là so sánh cái y tối đa đó, và ta chọn cái y nhỏ hơn. Còn ở đoạn mạch song song như bài này, thì ta so sánh U1, U2, tức là U mắt, U1 mắt và U2 mắt. Và các em chọn cái U nhỏ hơn. Nè, dễ nhớ nha. Đoạn mạch song song thì ta so sánh U và chọn cái U nhỏ hơn. Như vậy, bước đầu tiên là ta phải tính được hiệu điện thế tối đa mà mỗi điện trở chịu được. U1 mắt bằng Y1 mắt nhân R1 là 9,6 vôn. U2 mắt bằng Y2 mắt nhân R2 bằng 18 vôn. Đó, bước thứ nhất ta phải làm được. Bước thứ hai, ta phải nhận xét. Khi mắt song song thì U bằng U1 bằng U2. Và do cái U1 mắt nhỏ hơn cái U2 mắt, 9,6 nhỏ hơn 18 vôn, nên để R1, R2 không bị hỏng thì ta phải chọn cái U1 mắt. Đúng như này, tức là hiệu điện thế tối đa đặt vào đoạn mạch là U mắt bằng U1 mắt bằng 9,6 vôn. Và ý thứ hai là tính cường độ dòng điện mạch chính khi đó, thì ta có thể tính được điện trở tương đương của đoạn mạch vì ta đã có R1, R2. Ta đã có U mắc là 9,6 vôn. Vậy ta tính được R tương đương xấp xỉ bằng 20,6 ohm. Và cường độ dòng điện qua mạch chính, U chia R tương đương xấp xỉ bằng, ta lấy cái U mà bằng 9,6 vôn ta chọn, ta chia R tương đương thì kết quả là xấp xỉ bằng 0,47 ampere. Ngoài cách này ra thì có một cách khác để tính cường độ dòng điện qua mạch chính. Như vậy, khi ta chọn cái U max là 9,6 V, tức là của cái U1, tức là dòng điện qua R1 là 0,2 ampere. Nhưng mà dòng điện qua R2 nó có bằng 0,5 ampere không? Nó không bằng. Ta phải tính lại. Tại vì ta đã chọn cái U mắt là U1 mắt bằng 9,6 vôn. Như vậy ta phải tìm lại cái cường độ dòng điện tối đa qua R2 nha, khi sử dụng U mắt bằng 9,6 vôn. Nhớ, cho nên thầy ghi rõ là tìm Y2 mắt khi sử dụng U mắt bằng 9,6 vôn. Xấp xỉ bằng 0,27 ampere. Như vậy, cường độ dòng điện qua mạch chính là Y max sẽ bằng Y1 max cộng cho Y2 max.
thì một mắt ta lấy là 0,2 cộng cho 0,27 bằng 0,47 Amp. Thì ở cách này thì ta không tính về đời tương đương, ta chỉ tìm thêm cái y hai mắt rồi ta cộng cho y một mắt. Thì cách làm này nó có thể dễ hơn, đúng như này. Và một cái bài tập cuối cùng thầy chia sẻ với em về một đoạn mạch mắc hỗn hợp mà trong cái phía trước thầy cũng đã giới thiệu một bài. Đây là một cái đoạn mạch gồm các điện trở R1, R2, R3 không được mắc song song, không được mắc nối tiếp nhau. Nhưng theo sơ đồ thì ta có thể nhận thấy trong mỗi đoạn mạch thì có các điện trở mắc song song và các đoạn mạch này có thể mắc nối tiếp. Về phương pháp để mà ta giải quyết những cái bài tập về những đoạn mạch gồm các điện trở mắc hỗn hợp thì các em chú ý trong sơ đồ này thì các em nhận xét là R1 nằm trên mạch chính và R1 nối tiếp với đoạn mạch MB. Thầy nói là nối tiếp với đoạn mạch MB chứ thầy không nói là R1 nối tiếp với R2. R1 không thể nối tiếp R2, R1 cũng không thể nối tiếp với R3 và nó chỉ nối tiếp, R1 chỉ có thể nối tiếp với đoạn mạch MB. Và trong đoạn mạch MB thì có hai điện trở R2, R3 mắc song song với nhau. Cho nên R2, R3 nằm trên hai mặt rẽ. Còn R1 thì nằm trên mặt chính. Thì với cái sự phân tích này thì ta có thể đưa ra được những cái hệ thức mà ta sẽ áp dụng trong cái bài này. Thứ nhất là IAB là cường độ điện qua mặt, qua đoạn mạch AB chính là cường độ dòng điện qua R1, vì R1 nó nằm ở mặt chính, cũng chính là cường độ dòng điện qua đoạn mạch MB, vì R1 và RMB nối tiếp nhau. Và IMB sẽ bằng tổng I2 và I3 vì R2, R3 nằm trên mặt rẽ. Một hệ thức nữa là gì? Là UMB bằng U2 bằng U3 vì đây là đoạn mạch mắc song song. Và nếu ta xét toàn mạch thì UAB bằng U1 bằng U1 cộng cho UMB vì R1 nối tiếp với RMB. Thì đó là những cái công thức, những cái tính chất mà các em phải áp dụng, phải biết cách áp dụng để làm một cái bài toán trong đoạn mạch mắc hỗn hợp. Để tính điện trở tương đương thì ta sẽ tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song, tức là RMB, thì các em dùng công thức của đoạn mạch song song. Tính điện trở của toàn mạch thì ta lại dùng công thức của đoạn mạch mắc nối tiếp vì R1 nối tiếp với RMB. Song song đó thì ta kết hợp bình đột ôm áp dụng cho điện trở cho đoạn mạch để tính Y. Thì đó là phương pháp chung. Để xem lại phương pháp phía trước. Rồi, bây giờ ta sẽ giải cụ thể từng câu một. Ở bài này thì đề bài cho biết R1, R2 cường độ dòng điện qua R2. Và câu A, tính hiệu điện theo U giữa hai đầu AB cho biết R3. Thì cái bài này đặc biệt là mỗi câu này nó độc lập với nhau. Thì lát nữa thầy nói câu B sau. Bây giờ ta giải quyết câu A chứ. Tính hiệu điện theo U. Thì ta nghĩ ra một cái phương pháp là gì? Hiệu điện theo UAB thì ta nhớ đến định luật ôm. UAB bằng IAB nhân RAB, tức là I mặt nhân cho R mặt. Thì đó là một cách. Thầy sẽ giới thiệu cho em về cách làm này.
Trước hết ta đi tính UA, vì rõ ràng em thấy người ta cho biết R2, cho biết I2, như vậy dễ dàng ta tính được UA trước. I2 R2 bằng 6 V. Tại sao ta phải tính U2? Thì ta sẽ dùng cái cách tính UAB bằng UAM cộng UMB. Mà UMB chính là U2. Như vậy ta chỉ cần tìm thêm cái U1 hoặc là UAM. Nhận xét là cái U2 bằng với U3 và bằng UMB bằng 6 V. Và đề bài cho biết R3 bằng 30 ohm. Như vậy ta sẽ tính được cường độ dòng điện qua R3 bằng 0,2 A. Sau khi có I3, biết được I2, dễ dàng ta tính được cường độ dòng điện qua mạch chính hay qua R1. I1 tức là IAM bằng IMB bằng I2 cộng I3 bằng 0,3 A. À, như vậy ta chỉ cần tìm thêm hiệu điện thế hai đầu R1, tại vì có I1 rồi. Vậy U1 bằng I1 R1, kết quả là bằng 1,5 V. À, U1 là UAM, U2 chính là UMB. Như vậy áp dụng công thức hiệu điện thế của đồng mạch mắc nối tiếp, ta tính được UAB bằng U1 cộng UMB bằng 7,5 V. Thì các em có thể tính UAB sau khi ta tính được IAM là I mạch chính. Và các em tìm cái điện trở tương đương của đoạn mạch MB. Rồi sau đó em tìm cái điện trở tương đương của đoạn mạch AB. Rồi các em lấy I1 hoặc là IAM ta nhân cho RAB thì cũng ra được UAB. À, cách này thì thầy không dùng cách tính điện trở tương đương để tìm mô. Thì các em về suy nghĩ thêm cách thứ hai. Thì đó là câu A. Ở câu B, tìm lại R3. Nếu thì điện thế với hai điểm AB bây giờ là 8 V, tức là với câu B thì ta không được sử dụng R3 bằng 30 ohm ở câu A. À, xem như là R3 chưa biết. Và lúc này người ta lại cho biết hiệu điện thế của động mạch là 8 V là U. Như vậy là câu B ngược lại với câu A. Và ở câu B này thì các em được sử dụng những cái điều kiện gì để tính R3? R1 vẫn giữ nguyên, R2 vẫn giữ nguyên, I2 bằng 0,1 A. Như vậy ba cái điều kiện này vẫn giữ nguyên. À, nhưng mà đến câu B thì ta được dùng UAB bằng 8 V tính R3. Thì ta làm ngược lại với câu A. Muốn tìm R3 thì ta phải có I3, phải có U3. Như vậy ta sử dụng những cái điều kiện R1, R2, I2 và UAB. Và ta cũng tìm thêm, sử dụng thêm được cái điều kiện là U2 bằng 6 V. Vì I2, R2 không đổi. Như vậy là U2 ta vẫn dùng được. Như vậy trước hết thì ta sẽ tính hiệu điện thế của đồng mạch A, tức là U1. Lúc này thì người ta cho biết UAB và ta lại có U2, tức là UMB. Thì ta dựa vào công thức hiệu điện thế của đồng mạch mắc nối tiếp, ta tìm được U1 bằng UAB trừ cho U2 bằng 2 V. Có U1, có R1, ta tìm được cường độ dòng điện qua R1 bằng 0,4 A. Sau khi có I1, có I2 thì ta tính được cường độ dòng điện qua R3. I1 là I mạch chính bằng tổng I2 và I3. Vậy suy ra I3
bằng y1 trừ y2 bằng 0,3 amper. Như vậy y3 có rồi, u2 bằng u3 bằng 6 V. Như vậy dễ dàng ta tính được điện trở R3 bằng 20 Ω. Như vậy muốn làm được một cái bài tập về mặt điện mắc hỗn hợp thì thứ nhất là các em phải hiểu cách mắc, và thứ hai là các em phải biết cách vận dụng các công thức của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song vào trong mạch mắc hỗn hợp. Đến đây tiết học là kết thúc. Thầy hy vọng rằng là qua những bài tập thì các em sẽ làm được những cái bài tập cơ bản, biết cách vận dụng công thức của từng đoạn ôn, biết sử dụng thành thạo các công thức của đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song. Thầy sẽ gửi thêm các em một vài bài tập, một số bài tập nữa để các em luyện tập thêm. Và trong những bài tập đó thầy có ghi rõ đáp số với những cái bài tập hơi khó, còn những cái bài tập cơ bản thì các em tự các em làm. Để chuẩn bị cho các bài kiểm tra thường xuyên thì các em ôn kỹ những nội dung lý thuyết ta đã học về đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song là hai chủ đề, là hai nội dung chính trong cái bài kiểm tra sắp tới. Để chúc các em làm bài